Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về cô gái đang đánh cầu lông. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu xanh dương cho cái mái tóc của cô gái này. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho cái áo này bằng màu vàng nhé. Và tiếp theo là cái quần này thì mình sẽ tô màu đỏ nhé. Tiếp theo là đến cái đôi giày này, mình hiện sẽ tô màu đỏ nhé. Tiếp theo là mình sẽ tô màu cho cái bé hồng, màu hồng bé này, cho cái làn da của cậu bé này nhé. Tiếp theo là màu đỏ. Và tiếp theo là màu vàng cho cái
Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.